Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Vân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. Hoàng Ấu Mai tuổi trẻ sôi động đã sớm xuất thủ trước đánh về phía Bạch Cốt giáo chủ. Thân ảnh của nàng bổ nhào về phía trước, xu thế nhanh hơn thiểm điện, mang theo sự căm phẫn mà xuất thủ, đương nhiên là uy thế kinh người. Bạch Cốt giáo chủ không ngờ đối phương ra tay quá nhanh, ép buộc phải lùi về phía cửa điện. Viên Tịnh sư thái nhìn qua, hai sư đồ khó được cơ hội. Nếu như có thể vào được thiên điện, họ có thể thoát khỏi mạng lưới độc dược thủ của đối phương. Trong đầu vừa nghĩ xong liền tựa lúc, Bạch Cốt giáo chủ bị Hoàng Ấu Mai dồn ép phải lùi về phía sau. Bà lập tức dẫn 10 thành công lực bổ ra một chưởng miệng quát lớn: "Mai Nhi, tiến vào trong điện." Chưởng phòng lướt qua, Bạch Cốt giáo chủ quả nhiên bị chấn động lùi vào trong đại sảnh. Sư đồ Viên Tịnh sư thái hai người nhanh chóng thoát vào bên trong thiên điện. "Mai Nhi, con chạy trước đi." Lời của bà còn chưa dứt, chỉ thấy hai bên điện xoạt lên một tiếng, lẽ ra hai bóng người, trên tay của chúng đều cầm ống trúc, hiển nhiên là độc dược thủ. Viên Tịnh sư thái quyết định thật nhanh, song chưởng mang theo toàn bộ công lực, nhanh như chớp bổ về phía đám người của độc dược thủ đang ngăn chặn cửa hông. Thế như sấm vang chớp giật, ầm ầm mấy tiếng nổ vang, đồng thời mấy tiếng rú thê thảm cũng vang lên, thay người máu tươi bắn văng tung té ở vách tòa thiên điện cũng bị sạc lở đi một góc. Viên Tịnh sư thái nhanh như chớp kéo Hoàng Ấu Mai lao người đi ra bên ngoài. Sự tình xảy ra quá đột ngột, nhanh chóng ngoài dự liệu của đám người Bạch Cốt giáo. Bạch Cốt giáo chủ khẽ giật mình, sau đó lách mình đuổi theo. Bọn độc dược thủ cũng kêu lên rồi hò hét đuổi theo ra phía hậu viện. Viên Tịnh sư thái cùng Hoàng Ấu Mai thân hình vừa ra tới hậu viện, đang định phóng người lao đi, bỗng có mấy tiếng thét. Người từ ở trên nóc nhà, bốn phương tám hướng, vô số nhân ảnh cùng lúc hiện thân. Bạch Cốt giáo chủ thân hình còn chưa xuống đã quát lên một tiếng: "Phóng độc!" Bọn độc dược thủ ống trúc đồng loạt nâng lên. Viên Tịnh sư thái không khỏi hồn phi phách tán, vì loại độc thủy này dính vào người sẽ lập tức chết ngay, công lực tao chưa hẳn đã ngăn cản nổi. Trong cơn kinh hoàng, sư đồ của Hoàng Ấu Mai cả hai lao nhanh về phía trái của mấy nhà. Một dần sương mù đang kịch liệt ngập không gian, mang theo một mùi hôi thối nồng nặc xông vào mũi. Độc dược thủ đã bắt đầu phun độc rồi. Viên Tịnh sư thái thân hình áp sát, ống tay áo dùng mạnh cuốn theo một đạo kình phong mãnh liệt, quét ngay vào khe hở chính diện. Chớp lấy tay của Hoàng Ấu Mai nhanh như chớp lao về phía trước: "Chạy đi!" Hoàng Ấu Mai thân hình cảm giác bị tống mạnh về phía trước, ý niệm ở trong đầu còn đang chưa kịp nghĩ, thân hình đã văng ra ngoài xa hơn hai trượng. Hoàng Ấu Mai đã được Viên Tịnh sư thái dùng chưởng lực đẩy nàng ra khỏi vùng hiểm cảnh. Riêng bản thân bà lây dính không ít chất độc, cho nên không khỏi đầu váng mắt qua. May mà công lực của bà thâm hậu, song chưởng không ngừng bổ ra như sóng triều thác đổ. Lúc này đã có hơn 10 tên trong đội độc dược thủ bị đánh bay xuống mấy nhà. Đồng thời cũng trong thời gian đó, vô số những cơn mưa độc phun ra bao phủ toàn thân của bà. Cuối cùng không còn chi trì được nữa, bà ngã quỵ. Bạch Cốt giáo chủ vừa đúng lúc này phi thân lên mái ngói, cười hung ác, hắn đưa tay quét ra một chưởng. Bình! Một tiếng vàng chấn động, thân hình của Viên Tịnh sư thái bị quét bay ra sau hậu viện. Bà vì bảo vệ cho Hoàng Ấu Mai thoát hiểm mà không tiếc lấy thân mình cản độc dịch. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, bà đã quyết định mau lẹ dùng toàn lực pháp chưởng ngăn chặn độc dịch. Nếu không, cả hai sư đồ sẽ không ai thoát khỏi. Hoàng Ấu Mai trong lúc không đề phòng bị sư phụ một chưởng đẩy bay ra xa hơn hai trượng.
Nàng lập tức thi triển ngay thân pháp dân lý phiêu diêu, tung người bay lên một nóc nhà khác. Vừa mới quay người đúng lúc trông thấy sư phụ bị Bạch Cốt giáo chủ một chưởng đánh bay thân hình xuống hậu viện. Nhìn thấy tình cảnh này, lòng của nàng đau như cắt, sát khí ngập tràn trên gương mặt tuyệt trần. Nàng hét lớn: "Bạch Cốt lão ma, cô nương cùng với ngươi không đổi trời chung." Thân hình lao tới nhanh như tên bắn, sống chết với nàng lúc này không còn quan trọng nữa. Bạch Cốt giáo chủ đột nhiên cao giọng quát lớn: "Ngừng phát độc, bản tòa muốn bắt sống nó." Tiếng quát vừa dứt, hoàng ấu mai dung chưởng bổ nhào tới. Đội độc dược thủ theo lệnh lập tức dừng tay, thu hồi ống trúc. Bạch Cốt giáo chủ thân hình hơi nghiêng, song thủ dương ra, thập đạo chỉ phong liên tục bắn ra, đón nhận chưởng lực từ ở trên không của hoàng ấu mai đang bổ nhào xuống. Bình xẹt xẹt, mang theo tiếng kêu kinh hãi. Bạch Cốt giáo chủ trên mái ngói, thân hình bị trượt lùi về phía sau năm bước. Hoàng ấu mai áo ngoài bị cào rách một lỗ hổng mấy tấc. Bạch Cốt giáo chủ thật không thể ngờ đến cô gái trẻ tuổi lại có một nguồn nội lực dồi dào đến như vậy. Hắn hơi khẽ giật mình, sau đó hét lớn một tiếng: "Bắt lấy nó cho ta!" Trong đám giáo chúng lập tức bước ra bốn gã tráng hán. Hoàng ấu mai đau lòng trước cái chết bi thảm của sư phụ. Nàng vô cùng đau buồn và phẫn nộ, sát khí phủ đầy gương mặt thanh tú. Nàng lật ngược cổ tay bổ ra liên tiếp 18 chưởng vào bốn tên đại hán đang lao tới. Mấy tiếng rú hải hùng vang lên trên mái ngói. Bốn tên đại hán, một tên thân hình bị đẩy bay đi, ba tên còn lại té lăn cù từ nóc nhà xuống mặt đất nơi hậu viện. Hoàng ấu mai vừa ra tay đã khiến cho đối phương một chết ba bị thọ thương nghiêm trọng. Công lực của nàng quả thật làm cho bọn quần ma phải kinh sợ. Bạch Cốt giáo chủ hừ lạnh một tiếng, thân hình chợt như ma mị, nhoáng một cái hắn đã tiến sát đến kề bên cạnh hoàng ấu mai. Một trảo dương ra, một trảo này vừa nhanh vừa độc, trong bề ngoài không có gì, nhưng tiềm ẩn ở bên trong vô số biến hóa, bao trùm các bộ vị trên cơ thể của đối phương. Muốn né tránh móng vuốt của nó quả thật không dễ. Hoàng ấu mai lúc này đã không còn coi chuyện sinh tử vào đâu nữa. Trảo phong của ma đầu đang bao trùm toàn thân của nàng. Nàng không tránh cũng không tìm cách hóa giải, song chưởng lập tức mãnh liệt bổ ra với 12 thành công lực. Bạch Cốt giáo chủ nhìn thấy nàng ra sức dốc lòng liều mạng, cũng cảm thấy ớn ở trong lòng. Lập tức nghiêng người biến thế, trảo thủ lập tức biến chiêu thành cầm nã thủ, hướng vào yểm mạch quyệt của nàng mà chộp tới. Bàn tay trái cũng lập tức từ trảo chuyển sang chỉ, hướng vào dân thai quyệt dưới sườn của đối thủ. Với một tốc độ cực nhanh, hoàng ấu mai thân thủ không phải vừa, song chưởng phách không đánh ra, thân hình lập tức chuyển bộ ra ngoài hai thước, thoát khỏi một chỉ một cầm nã của đối phương trong đường tơ kẻ tóc. Bạch Cốt giáo chủ trước mặt môn nhân hai chiêu đều đánh hụt, hắn tức giận gầm lên: "Nằm xuống!" Song chưởng đồng loạt dương ra một đạo hàn khí màu xanh như ánh ma trời, mang theo một mùi xú khí nồng nặc. Hoàng ấu mai chưa kịp biến thế đã nghe mùi tử khí tanh tưởi xông đến tận mũi. Nàng lập tức đầu choáng váng mắt qua, ngã quỵ xuống mái nhà. Bạch Cốt giáo chủ liền dung tay ra lệnh: "Mang nó đi!" Lập tức có một lão giả đứng đó lách mình bước ra, nắm lấy hoàng ấu mai nhảy xuống mặt đất rồi tung mình lao đi. Bạch Cốt giáo chủ đưa cặp mắt cứu vợ, quét nhìn từ phải sang trái, sau đó hướng về một lão nhân đứng gần nhất rồi lên tiếng nói: "Lỗ đường chủ!" "Dạ, có thuộc hạ." "Truyền lệnh của ta nhanh chóng rời khỏi cung Lai Sơn, tất cả quay về tống đàn." "Tuân lệnh." Bạch Cốt giáo chủ giống lên một tràng cười hăng hắc, sau đó hắn phóng mình lao vút đi. Bọn giáo chúng nhanh chóng lục tục lao theo. Phút chốc trên nóc am đường đã không còn một chiếc bóng nào nữa. Diên Tịnh sư thái sau khi bị Bạch Cốt giáo chủ đánh một chưởng từ trên mái ngói té xuống lăn vào nội viện. Không biết trải qua bao nhiêu lâu thời gian, bà từ từ tỉnh lại. Bỗng cảm thấy toàn thân đau đớn, mùi tanh tưởi bốc lên mũi. Bà đưa mắt nhìn qua không khỏi hồn phi phách tán. Thì ra trên người của bà những nơi bị độc dính vào giờ đây đã bắt đầu lở loét ra. Bà biết rõ không bao lâu nữa bà sẽ hóa thành một vũng máu đặc mà chết. Vì công lực thâm hậu,
chứ đổi thành người khác đã chết từ lâu rồi. Am Đường lúc này tỉnh mịch đến rợn cả người. Hiển nhiên bọn quần ma tất cả đã bỏ đi rồi. Bà chuyển ánh mắt u buồn quét nhìn khắp nơi, hy vọng tìm ra được cái gì đó, nhưng hoàn toàn tuyệt vọng. Mai Nhi! Đôi môi của bà mấp máy mấy lần, vẫn không thể nào phát ra được âm thanh. Bà tuyệt vọng ở trong lòng và thầm nói: Mai Nhi! Không lẽ ngươi cũng gặp bất hạnh rồi sao? Ngươi đừng có chết nha! Ngươi có mệnh hệ nào, ta chết cũng không có nhắm mắt đâu. Lúc này bên ngoài Hải Vân Am có một bóng người đang phóng mình vào chùa. Chiếc bóng đó mặc chiếc áo choàng màu đen, mặt cũng được bịt kín bằng một vuông lụa đen, miệng không ngừng lẩm bẩm: Muộn rồi, ta đã đến muộn một bước rồi. Nàng là ai? Nàng đúng là truyền nhân La Sát Lệnh Hắc Y La Sát Đệ Nhị. Nhắc lại Viên Tịnh Sư Thái, bà cảm thấy chân khí lúc này đã dần dần tản lạc, huyết khí đã tắc nghẹn, biết rõ kỳ độc đã xâm nhập nội phủ. Bà tự nhủ: Ta không thể như vậy mà chết đi được. Một nguồn lực lượng không biết từ đâu khiến cho bà tỉnh táo lại. Bà kéo lấy nửa vạt áo ở phía trước, cắn nát ngón tay ở giữa, sau đó gắng gượng ngẩng đầu lên rồi viết xuống. Máu tươi thấm đỏ, chữ viết ngoằn ngoèo. Viên Tịnh Sư Thái vận dụng chút lực tàn còn lại, bà cố gắng để lại những lời thầm kín trong đáy lòng vào trong lá huyết thư. Cuối cùng thì máu cũng đã chảy hết, và bà cũng đã ra đi vĩnh viễn. Đột nhiên một bóng người phóng vào hậu viện. Thân pháp của người này như ma mị. Bóng người này đúng là vừa rồi đã vào Hải Vân Am, Hắc Y La Sát Đệ Nhị. Nàng kinh ngạc mà nhìn qua thi thể của Viên Tịnh Sư Thái. Thật lâu sau đó mới lẩm bẩm nói: Sao không thấy thi thể của nàng? Chẳng lẽ nàng... Nàng liếc thoáng nhìn vạt áo trước ngực của Viên Tịnh Sư Thái, không khỏi bật thốt kêu lên một tiếng: Quyết thử! Nàng vội cúi người xuống, xé mảnh vạt áo đưa lên đọc, sau đó xúc động rồi phẫn nộ, người rung lên bần bật. Nàng gấp vội lá quyết thư bỏ vào ngực, sau đó cung kính hướng di thể của Viên Tịnh Sư Thái cúi đầu thi lễ nói: Lão tiền bối của linh thiên, xin hãy an lòng nhắm mắt, giảng bối sẽ thay người hoàn thành tâm nguyện. Nàng vừa khấn vái xong, đôi mắt mở trao tráo của sư thái chợt từ từ khép lại, giống như hồn thiên của bà vẫn còn phản phất đâu đây. Hắc Y La Sát Đệ Nhị không dằn được nỗi bi thương, hai dòng nước mắt cũng chảy dài trên má phấn. Nàng liền lập tức đào một địa huyệt ngay trong nội viện để mai táng Viên Tịnh Sư Thái. Lúc này thi thể của bà đã bị hủ hóa bởi chất độc dịch, chỉ còn lại phân nửa phần trên. Sau khi mai táng xong, nàng cũng nhanh chóng rời khỏi Hải Vân Am âm trầm đáng sợ này. Trên đường đi nàng không ngừng suy nghĩ, ta nên đi đâu mới có thể tìm được nàng. Trần Lâm sau khi rời khỏi Hải Vân Am, ra khỏi khu vực Cung Lai Sơn, một mạch chạy thẳng đến Hắc Thạch Bảo. Đương nhiên hắn không bao giờ ngờ đến Hải Vân Am sau khi hắn bỏ đi rồi không lâu đã gặp phải thảm biến. Qua đến giữa trưa hôm sau, Trần Lâm đã đến Sùng Dương Trấn, cách Hắc Thạch Bảo không đầy 50 dặm. Nhìn qua tấm vải quảng cáo thức ăn trước quán rượu, bụng lập tức thấy đói, thầm nghĩ: Vào ăn chút gì đi rồi tiếp tục. Nghĩ xong lập tức bước vào quán. Quán này có cái tên gọi rằng Tân Động Thiên. Đây là một quán rượu. Vừa bước lên lầu, chàng đã nghe thanh âm, giọng nói cực kỳ quen tai: Người muốn hại chết lão hầu sao hả? Trần Lâm đưa ánh mắt quét nhìn thấy hầu tẩu Tào Di, vẻ mặt say rượu đang muốn đứng lên rời khỏi ghế. Chàng vội vàng bước nhanh tới nói: Hầu tẩu, xảy ra chuyện gì vậy? Vì đi tìm ngươi, ta chạy muốn gãy chân luôn nè. Tìm ta? Không sai. Có chuyện gì sao? Đi, đi ra ngoài rồi nói. Ta đói quá, ta cần ăn chút gì cái đã. Được rồi, ngươi ăn đi, ta chờ. Tử Bảo đưa cơm lên, Trần Lâm ăn liên tiếp hai chén. Hầu tẩu ngồi một bên, miệng không ngừng thúc giục. Sau khi hai người ra bên ngoài trấn, hầu tẩu đã không thể chờ đợi được nữa nói: Hôm nay ta có gặp phải Hắc Y La Sát Đệ Nhị.
Trần Lâm ở trong lòng khẽ chấn động nói, có chuyện gì không? Người hãy nghe ta nói đây, nàng muốn ta báo tin cho ngươi, trưa ngày mai nàng muốn gặp ngươi tại Bích Dân Tự, có chuyện quan trọng cần nói. Nếu như ngươi không đến sau này sẽ có nhiều điều hối tiếc. Trần Lâm có vẻ lo lắng nói, tại sao vậy? Cái này thì ta không có rõ, nàng chỉ nói ngươi đến lúc đó rồi sẽ biết. Kỳ quái, nàng làm như thế là có dụng ý gì? Chẳng lẽ? Hầu Tẩu Tào Di vội kêu lên, ngươi đừng nên quan tâm là chuyện gì, tốt nhất là lập tức khởi hành ngay đi, đi đến đó đi. Bích Dân Tự ở địa phương nào? Từ đây đến đó khoảng một ngày hành trình, lão hầu có thể dẫn người ngài tới đó mà. Thế nhưng trước mắt ta còn có chuyện cần làm. Chuyện gì? Ta muốn đến Hắc Thạch Bảo. Hắc Thạch Bảo? Đúng vậy, đây đến đó chưa tới 50 dặm, một canh giờ là đã đến rồi. Đến Hắc Thạch Bảo để làm gì? Người như hứng thú chúng ta có thể cùng đi chung đường mà. Vừa đi vừa nói chuyện, thế nào? Được lắm. Hai người đồng thời quay đầu phi hành về hướng Hắc Thạch Bảo. Hầu Tẩu Tào Di đang đi bên cạnh và nói, người có chuyện gì mà phải đến đó vậy? Trần Lâm thoáng thầm nghĩ ngợi, Hầu Tẩu nghĩa bạc dân thiên, mình không cần phải giấu hắn làm gì. Nghĩ xong chàng nghiêm sắc mặt nói, Hầu Tẩu, ngươi biết ta là ai không? Ai cũng biết ngươi là truyền nhân Quyết Ma Thiên Tôn Hoạt Diêm La. Cái này còn phải hỏi? Không, ta muốn nói thân thế kìa. Cái này thì Đồng Bách Chưởng Môn Trần Kỳ Tường chính là tiên phụ. Hầu Tẩu Tào Di kinh sợ buộc miệng kêu lên một tiếng. Thân hình ông ta đang đi cũng lập tức dừng lại. Ông chập mạnh cánh tay của Trần Lâm rồi kêu lên, người nói cái gì? Đồng Bách Chưởng Môn chính là tiên phụ. Thật sự là như vậy sao? Chẳng lẽ chuyện này còn có thể giả sao hả? Đôi mắt tì hí của Hầu Tẩu Tào Di không ngừng nhấp nháy. Thân hình của lão kích động không ngừng rồi rung lên nói, khó tránh người đối với Đồng Bách phái quan tâm như vậy. Thì ra có mối quan hệ sâu xa ở bên trong. Còn chuyện lệnh sư thì Trần Lâm mang chuyện mình gặp được kỳ duyên ở dưới quyết trì đầu đuôi đơn giản nói sơ qua cho Hầu Tẩu Tào Di nghe qua một lượt. Hầu Tẩu nghe xong trợn mắt há mồm thật lâu rung giọng nói, huynh đệ. Cái gì? Người kêu ta huynh đệ? Tại sao không được chứ? Ngươi là hảo hữu thâm giao với sư thúc Đồng Bách Nhất Kiếm Tây Môn Tuấn, tính ra dài dễ, người cao hơn ta mà. Đừng có đề cập đến chuyện này. Nếu như luận bối phận, tiên sư Quyết Ma Thiên Tôn Đường Trung Cự là trưởng lão hơn 300 năm trước, vậy thì phải tính làm sao đây? Dứt khoát ta gọi ngươi là huynh đệ, ngươi cứ gọi thẳng tên ta là Hầu Tẩu đi. Gọi như thế sao được chứ? Đừng có nhiều lời. Vậy cung kính bất như tuân mệnh. Đúng vậy đó. Trần Lâm vẻ mặt buồn bã nói, Hầu Tẩu, Tây Môn Sư Thúc đã không còn trên thế gian này nữa. Hầu Tẩu Tào Di chấn động nói, trời ơi, thật vậy sao? Bách Đảo Thư Sinh cũng chính là hóa thân của quái nhân che mặt, đã gạt đám người Tây Môn Sư Thúc đến bên trong Ưng Sầu Giàn, sau đó ra tay hạ độc thủ, toàn bộ không sót một mạng nào. Thằng Sư Thúc Phiêu Bình Khách Lý Kỳ đã tra ra thảm án này rồi. Hầu Tẩu Tào Di hai mắt đẫm lệ, giọng đau đớn nói, cuộc đời ta có hai vị bằng hữu thôi, trước sau đều chết dưới tay của tên Bách Ảo Thư Sinh. Ta thề cho dù đầu rơi máu đổ, lão hầu ta cũng quyết vị bằng hữu liều với hắn cái mạng già này. Trần Lâm lại nói, Tam Sư Thúc Lý Kỳ cùng nhi nữ của Tứ Sư Thúc Chung Tiểu Thúy đã đi trước đến Hắc Thạch Bảo rồi. Vì lý do gì? Hắc Thạch Bảo bảo chủ, một trong tên hung thủ tham gia trực tiếp cuộc tập kích quỷ diệt Đồng Bách Phái năm xưa. Lần đi này là muốn đòi lại món nợ máu có phải không? Không sai. Chúng ta đầy nhanh đến đó đi. Được rồi. Hai người lại một lần nữa bắn người phi nhanh đi. Không bao lâu trước mặt hiện ra một tòa thạch bảo nguy nga đen ngòm. Hầu Tẩu Tào Di hô nhỏ một tiếng nói, đã đến rồi. Hai người đến gần trước bảo, thấy cửa chính đã đóng chặt. Tổng ở bên ngoài nằm la liệt mấy cổ tử thi, nhất định nơi đây đã xảy ra một cuộc quyết đấu. Trần Lâm giọng lo lắng kêu lên, chúng ta vào bên trong xem thế nào.
Nói xong rồi bắn mình lên không vượt qua tường thành, rơi xuống bên trong bảo. Hầu Tẩu cũng theo sau, đưa mắt quét nhìn bên trong bảo phòng xá san sát, nói nhau yên tĩnh không một tiếng động. Trần Lâm không khỏi ở trong lòng lo âu nghĩ thầm. Chẳng lẽ Lý Thúc Thúc cùng Thí Muội đã đắc thủ rồi, sau đó rời đi, nếu không thì đã gặp phải bất trắc gì rồi. Nghĩ tới đây, thân hình chàng như một đạo hồng quang bắn mình xuyên suốt qua các dãy nhà, sau đó đến một sân nhỏ nơi hậu viện. Chợt nghe loáng thoáng có tiếng người nói chuyện. Trần Lâm lập tức thân mình nằm rạp trên mái ngói, đưa mắt nhìn xuống. Sát cơ lập tức ẩn hiện trên gương mặt của chàng. Chỉ nhìn thấy giữa sân, vị hôn thê Chung Tiểu Thúy đang bị hai lão nhân chế trụ hai bên. Phiêu bệnh khách Lý Kỳ lúc này toàn thân đẫm máu, đang run rẩy đứng sừng sững giữa tràng. Trên mặt đất thi thể nằm la liệt. Chung quanh đó chừng có cả trăm tên tráng hán đang bao vây chặt chẽ. Đứng đối diện trước mặt phiêu bệnh khách Lý Kỳ là một lão nhân có râu quai nón, mặt mày hung tợn, song song đứng đó là tám tên kiếm thủ. Hầu Tẩu Tào Di lúc này cũng đã tới sát bên người, rồi nói nhỏ. Lão già râu quai nón kia chính là Hắc Thạch Bảo Bảo Chủ Tống Đại Khánh. Phía sau lưng hắn là Thạch Bảo Bát Long, giang danh trên giang hồ đó. Bát Long liên thủ ít người có thể tiếp được. Trần Lâm nhẹ gật đầu. Hầu Tẩu Tào Di lại nói. Xem ra phiêu bình khách Lý Kỳ thường thế không nhẹ. Ý, cô nương xấu xí kia là ai vậy? Con gái của tứ sư thúc ta, Phong Lôi trưởng Chung Tử Kiện. Không sai. Đột nhiên nghe phiêu bình khách Lý Kỳ giọng như hổ gầm nói. Tống Đại Khánh, lão phu cùng sống chết với ngươi. Nói chưa dứt lời đã dung trưởng mãnh liệt nhào tới. Hắc Thạch Bảo Chủ Tống Đại Khánh thân hình lóe lên, lướt ngang tám thước. Phía sau hắn, Thạch Bảo Bát Long đồng thời dung kiếm nghênh tiếp thế công của phiêu bình khách Lý Kỳ. Kiếm quang như một tường đồng vách sắt. Phiêu bình khách Lý Kỳ lập tức bị bức phải quay trở về. Thạch Bảo Bát kiếm bức lùi phiêu bình khách Lý Kỳ, sau đó cũng đứng im bất động. Chung Tiểu Thúy bị hai lão nhân chế trụ, ngoại trừ hai ánh mắt lộ ra luồng hung quang quán độc, gương mặt vẫn lạnh lùng không một chút biểu lộ. Phiêu bệnh khách Lý Kỳ vừa lui ra, sau đó thân hình quyển chuyển lại một lần nữa đánh về phía Hắc Thạch Bảo Chủ Tống Đại Khánh. Tống Đại Khánh cười lạnh, huy động song chưởng nhanh nhẹn nghênh đón. Ầm! Một tiếng vang thật lớn, phiêu bệnh khách Lý Kỳ kêu lên đau đớn, thân hình bật lùi lại hai bước dài. Bộ râu dài trước ngực của lão ta máu đào đã nhuốm đỏ. Tống Đại Khánh lúc này cũng đồng thời lùi một bước. Trần Lâm lúc này sát cơ trên mặt đã lên đến đỉnh điểm. Hầu Tẩu, ta phải xuất thủ. Nói xong liền dẫn quyết ảnh thần công, thân người lập tức biến thành một quái vật, toàn thân bao bọc một dần quyết quang từ đầu cho đến chân. Hầu Tẩu Tào Di nhìn thấy Trần Lâm không khỏi líu lưỡi. Nếu không tận mắt chứng kiến, hắn không thể nào tin nổi trên đời lại có một loại thần công quái dị đến như thế. Lão lập tức kích động nói, lão hầu ta cũng muốn tham gia. Trần Lâm lấy hai tay nhấn lại đầu vai của hắn xuống và nói, người ở nơi này xem náo nhiệt đi. Hắc Thạch Bảo Chủ Tống Đại Khánh hướng Thạch Bảo Bát Kiếm dùng tài lên nói, tất cả lên, không cho phép giết hắn, ta muốn nhìn thấy hắn kiệt sức mà chết. Thạch Bảo Bát Long tất cả đứng theo phương vị, bóng người loan loáng hướng về phía phiêu bình khách Lý Kỳ mà bước tới. Dần kiếm quang bao bọc một chu vi rộng, khiến người nhìn không rét mà run. Chung Tiểu Thúy cố gắng giải dụa, hai lão nhân trợ thủ đắc lực cười lên âm hiểm, tăng lực nơi cổ tay nói, xú nha đầu, biết điều ngoan ngoãn đi. Chung Tiểu Thúy hai cổ tay đau đớn không khỏi rên lên mấy tiếng. Bỗng lúc này một tràng cười vang lên nghe đình tai nhức óc, tiếng cười vang dội như muốn xé nát màn nhĩ của mọi người đang hiện diện trong sân tràng. Bọn chúng nhân Hắc Thạch Bảo ai nấy nghe tiếng cười đều kinh tâm tán đổn, rụng rời cả tay chân. Chỉ thấy trên mái ngói một quái nhân toàn thân đỏ như máu. Quyết ma! Quyết ma! Tiếng kêu kinh hoàng của bọn quần ma toàn tràng vẻ sợ hãi hiện trên gương mặt của từng người. Chỉ riêng phiêu bình khách Lý Kỳ cùng Chung Tiểu Thúy ở trong lòng không khỏi mừng rỡ. Hắn và nàng đã biết kẻ đến là ai rồi.
Quyết Ma Thiên Tôn lại đột nhiên hiện thân ở nơi đây. Chuyện này hoàn toàn vượt xa ý liệu của mọi người. Hôm nay lành dữ thế nào, thật sự không ai dám nghĩ đến. Từ bảo chủ cho đến bọn thuộc hạ, toàn bộ đứng ngay người ra như tượng phỏng. Diễn cảnh âm thanh của sự chết chóc đè nặng trên tâm tư của mọi người. Toàn hắc thạch bảo bao trùm một màn tử khí như một ngày tận thế sắp đến. Bầu không khí nặng nề tựa hồ như ngưng động, khiến cho ai nấy hầu như muốn nghẹt thở. Hắc thạch bảo chủ Tống Đại Khánh, thân là kẻ đứng đầu, tuy ở trong lòng run sợ nhưng ráng cố gắng bước tới vài bước ôm quyền mãi. Lão tiền bối, hôm nay Quang Lâm tệ bảo chẳng hài, có gì không xin chỉ giáo. Quyết Nhân không trả lời, lại giống lên một tràng cười chát chúa. Tiếng cười nghe lạnh lẽo như tiếng u hồn nơi địa quyệt. Tiếng cười tượng trưng cho điều gì? Tất cả bọn chúng nhân hắc thạch bảo, kể cả bảo chủ nghe tiếng cười này, sống lưng ai nấy đều đổ mồ hôi lạnh. Tiếng cười bỗng dưng tắt lịm. Quyết Ma Thiên Tôn hướng mặt về phía hai lão giả đang kèm kẹp Chung Tiểu Thúy. Giọng của y lạnh lùng như băng giá nói: buông nàng ta ra. Lời này như một mệnh lệnh của tử thần, khiến cho người nghe khó mà cưỡng lại. Hai lão giả mặt mày xanh dờn, quả nhiên nghe lời lập tức buông lỏng tay ra. Chung Tiểu Thúy lập tức dùng tay hai chưởng đánh ra, chát chát. Hai lão nhân mỗi người nhận một bạt tay như trời giáng, máu mồm máu mũi tràn ra một lượt. Lão đảo người rồi lùi về phía sau nhưng tuyệt đối không dám hoàn thủ. Chung Tiểu Thúy lập tức thân hình bước tới đứng cạnh bên người của Phiêu Bình Khách Lý Kỳ. Quyết Ma Thiên Tôn hai mắt bắn ra hai đạo ánh sáng đỏ như máu, chậm chạp soi rọi vào mặt của Hắc Thạch Bảo Chủ rồi trầm giọng nói: Tống Đại Khánh, năm xưa ngươi tham gia tập kích Bích Vân Sơn Trang, ngươi và đồng bọn có phần ở trong đó có đúng không? Hắc Thạch Bảo Chủ vẻ mặt sáng ngắt như tro tàn, liên tục thối lùi về sau, không đáp được lời nào. Bây giờ hắn đã hiểu rõ, mục đích của Quyết Ma xuất hiện hôm nay ở đây không gì khác hơn là thay mặt cho đồng bách phái, đòi lại món nợ máu năm xưa. Ai có thể ngờ đến sự việc diễn ra đến như vậy? Vị ma tôn này cùng đồng bách phái thật ra có quan hệ như thế nào đây? Quyết Ma Thiên Tôn một lần nữa lại lên tiếng: Tống Đại Khánh, người có thừa nhận không? Hắc Thạch Bảo Chủ mồ hôi đổ đầy ở trên trán. Ý niệm duy nhất ở trong lòng của hắn bây giờ đây là làm cách nào thoát thân khỏi nơi tay của vị tà thần này. Tuy nhiên hắn cũng hiểu rõ, chuyện này không khác nào người si nói mộng. Dưới tay của Quyết Ma trước giờ có ai thoát được đâu. Nhưng muốn sống, bản năng của con người ai cũng có. Đâu có ai muốn khoanh tay chờ chết, cho dù một phần trăm cơ hội cũng phải thử. Tâm niệm này vừa nghĩ xong lập tức hành động, lão hướng về phía Thạch Bảo Bát Kiếm dùng tài lên nói: Tất cả lên! Tám thanh trường kiếm dung lên hàng dạng đó qua kiếm bao trùm khắp nơi. Ngay khi ấy Thạch Bảo Bát Kiếm vừa ra tay, Tống Đại Khánh thân hình lập tức bắn giọt lên không trung, nhanh như tia chớp, hướng mái nhà mà lao đi. Muốn chết! Một đạo huyết quang cuồn cuộn như triều dân sống dậy, bùng, âm âm. Mấy tiếng gào thê thảm nghe đinh tai nhức óc vang lên. Tám tay Thạch Bảo Bát Kiếm có người thân xác bị đánh nát bét, thịt óc bắn bay tung tóe. Những thứ còn lại nằm sóng xoài trên mặt đất. Hắc Thạch Bảo Chủ thân hình vừa mới bắn lên chưa đến mái nhà cũng đã bị đạo kình khí ép bức, lập tức phải lộn ngược trở lại, loạn choạng lui về phía sau đứng hết muốn dựng. Thạch Bảo Bát Kiếm vừa mới đối mặt với Quyết Ma Thiên Tôn, toàn bộ đã bị hủy diệt với quyết ảnh thần công. Sau đó còn bước lùi cả Hắc Thạch Bảo Chủ. Thân thủ này quả thật không thể nào tưởng tượng. Chúng nhân Hắc Thạch Bảo đứng ở bên ngoài nhìn thấy cảnh này, ai nấy gan liệt hồn bay, rung lên cầm cập như những con dê chờ làm thịt. Hắc Thạch Bảo Chủ tự biết hôm nay khó lòng thoát khỏi kiếp số, nhưng hắn không cam tâm cúi đầu, cất giọng điên cuồng hét lớn: Bổn bảo chủ hôm nay liều sống chết với ngươi. Lời vừa nói ra khỏi miệng, thân hình đã lao tới như một con hổ điên. Ngay sau khi đó, chúng nhân ở trong bảo cũng phẫn nộ hét lớn. Có hơn 10 tên không biết sống chết là gì cũng phi thân vào ở trong tràng. Bọn chúng là những tên đệ tử trung thành, hôm nay quyết vì bảo chủ một trận tồn vong tử chiến.
bình 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 bình, mang theo những tiếng rên thảm. Hắc Thạch Bảo Chủ miệng phun máu tươi, thất tha thất thiểu thối lùi cả trượng, thân hình lão đảo muốn ngã. Cùng một thời gian, huyết ảnh lại nhoáng lên, bóng người tung bay như những chiếc lá. Tiếng rú thảm không ngừng vang lên lồng lộng. Trong chốc lát, mọi thứ đã trở về với sự tĩnh mịch. Trên mặt đất bây giờ đây đã có 10 cái tử thi nằm la liệt. Mỗi cái tử thi trên mi tâm đều để lại dấu chỉ phong đỏ lợm. Đây chính là quyết ảnh môn tuyệt kỹ phi chỉ Lưu Ngân. Hắc Thạch Bảo Chủ không ngừng kêu hét điên cuồng, phun ra mấy ngụm máu tươi. Quyết Ma Thiên Tôn quay người lại hướng Hắc Thạch Bảo Chủ, giọng sắc như dao nói: Tổng Đại Khánh, Đồng Bách Phái năm xưa trong một đêm tan thành mây khói, môn nhân đệ tử hầu như toàn bộ bị lâm nạn. Bích Dân Sơn Tràng biến thành núi thây biển máu. Hôm nay cái thảm kịch năm xưa sẽ tái hiện tại đây. Câu nói này của vị tà thần không khác chi là một lời tuyên bố Hắc Thạch Bảo đã đến hồi tận mạng. Tống Đại Khánh thân người run rẩy khàn giọng nói: Quyết Ma, người muốn thế nào? Quyết Ma nói gằn từng tiếng: Quyết tẩy Hắc Thạch Bảo. Môn nhân Hắc Thạch Bảo không ngừng xôn xao náo động. Hắc Thạch Bảo Chủ thân hình không ngừng rung động, miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Chung Tiểu Thúy cùng Phiêu Bình Khách Lý Kỳ tuy nói là đến trả thù, nhưng suýt nữa đã phải mất mạng. Nhìn thấy cảnh máu đổ thịt rơi trên mặt đất lúc này, ở trong lòng không khỏi sinh ra thương cảm. Hầu Thẩu Tào Di đang nằm ở trên mái ngói, tiếp tục theo dõi cuộc chiến. Nghe qua mấy lời này, không khỏi hai mắt cũng nhắm nghiền. Quyết Ma Thiên Tôn từng bước tiến về phía Hắc Thạch Bảo Chủ nói: Tống Đại Khánh, người đã biết hối hận chưa? Quyết Ma, Bảo Chủ ta biến thành quỷ cũng không buông tha cho ngươi. Vậy ngươi liền lập tức biến thành quỷ đi. Chữ đi còn chưa dứt, một chữ dung lên, một đạo hồng quyết quang ầm ầm cuốn ra. Hắc Thạch Bảo Chủ gào lên một tiếng như thú bị chọc tiết. Thân hình của hắn bị đánh văng ra ngoài hơn 3 trượng rồi bình một tiếng. Dĩ nhiên là xương cốt nát bấy, biến thành một đống thịt vụn, trông không rõ nhân dạng. Quyết Ma lúc này thân hình xoay lại, hai mắt đỏ ngầu, quét nhìn về hướng đám chúng nhân của Hắc Thạch Bảo đang đứng ở bên ngoài tràng. Phi Bình Khách Lý Kỳ bước nhanh đến nói nhỏ: Làm gì? Không nên đuổi tận giết tuyệt toàn bộ, như vậy đã đủ rồi. Lời này đã thức tỉnh khiến cho sát cơ của Trần Lâm lập tức dịu lại hơn phân nữa. Hắn trầm giọng nói: Được. Chiếc bóng đỏ Quyết Ma lập tức biến mất. Hầu Tẩu Tào Di cũng theo đó mà ra ngoài bảo. Ngày sau đó Phiêu Bình Khách Lý Kỳ cùng Chung Tiểu Thúy cũng phóng người rời đi. Ra đến bên ngoài bảo, Trần Lâm lập tức tản công trở lại tướng mạo sẵn có. Bốn người hội hợp, Trần Lâm giới thiệu Hầu Tẩu cùng với Phiêu Bình Khách Lý Kỳ và Chung Tiểu Thúy. Phiêu Bình Khách Lý Kỳ xúc động thở dài nói: Nếu không có Lâm Nhi kịp thời đến, hậu quả thiết tưởng không sao mà lường nổi. Ta cùng Thúy Nhi bị bọn cao thủ ở trong bảo bao vây, thay phiên nhau tập kích. Mặc dù đối phương tử thương vô số, nhưng ta cùng với Thúy Nhi cũng đã kiệt lực rồi. Chung Tiểu Thế nhàn nhạt liếc mắt nhìn Trần Lâm nói: Lâm ca, Hải Vân Am hành trình thế nào? Trần Lâm đem qua sự tình thuật lại một lượt. Phiêu Bệnh Khách Lý Kỳ mắt bắn ra đạo tinh quang kích động nói: Nói như thế, những tên hung thủ năm xưa tham dự tiêu diệt bổn phái tất cả đã đền tội, chỉ còn lại 2 tên hung thủ là huynh muội Bách Ảo Thư Sinh mà thôi. Trần Lâm gật đầu nói: Đúng vậy, 2 tên chánh hung sẽ phải đền tội một ngày không xa. Lâm Nhi, ngươi định khi nào xông vào Bạch Cốt Giáo? Sẽ có một ngày gần đây, sư thúc cùng Thúy Mội ráng chờ tin vui. Cái gì? Ngươi định một mình xông vào Bạch Cốt Tổng Đàn? Bạch Cốt Tỏa Hồn Đại Trận tuy biến hóa kỳ ảo, nhưng cháu đã được Viên Tịnh Sư Thái chỉ dẫn cho phương pháp phá trận. Chỉ là ở bên trong trận, 4 phương 8 hướng đều có độc khí, người ngoài chỉ sợ không dễ gì mà giúp sức được. Chung Tiểu Thúy giọng oán hận chen lời nói:
Tứ độc thư sinh cùng ta có thù giết cha, ta muốn chính tài đầm chết tên hung thủ. Phương Bình Khách Lý Kỳ nói: lấy nạn chống trời, việc này không phải chuyện đùa, phải bàn bạc kỹ hơn. Nếu như lại làm cho hung thủ lọt lưới trốn mất, cho dù có đem tổng đàn bạch cốt giáo sang bằng thành bình địa thì có ích gì? Hầu Tẩu Tào Di nhịn không được nói: huynh đệ, việc này phải hết sức thận trọng để khỏi phải hậu hoạn về sau. Tù nhân của ngươi nhiều như vậy, trong một lúc khó tránh khỏi sẽ có cá lọt lưới. Trung Tiểu Thí nói: Lâm ca, chúng ta chi bằng trở về Bích Dân Sơn Trang, trước khôi phục lại môn phái, sau trù hoạch chu toàn chi kế, tiến công bạch cốt tổng đàn có được không? Trần Lâm bản tính quật cường, nhưng lúc này bọn họ mỗi người một câu, chàng cũng không có cách nào tranh luận. Đồng thời lời của bọn họ cũng không phải là không có lý. Lo nghĩ một chút rồi sau đó nói: được rồi, chúng ta sẽ tụ họp tại Bát Kỳ Bang Tổng Đàn. Trung Tiểu Thí kinh ngạc nói: tại sao phải tại Bát Kỳ Bang Tổng Đàn tụ họp? Trần Lâm khẽ mỉm cười nói: sư đồ Viên Tịnh Sư Thái đến lúc đó cũng sẽ đến tham dự. Đồng thời Bát Kỳ Bang môn đồ cùng bằng hữu rất đông, họ hiểu rõ động thái các phương diện giang hồ cũng dễ dàng hơn. Phía Bình Khách Lý Kỳ nói: như vậy cũng tốt, chúng ta lên đường thôi. Trần Lâm vội nói: cháu còn một việc gấp phải làm, mời sư thúc cùng Thúy Muội đi trước một bước. Chuyện gì? Là một cuộc ước hẹn gặp mặt, còn chuyện bên trong thế nào chưa biết. Trung Tiểu Thúy mắt hạnh như điện, giống như muốn xem thấu nội tâm của Trần Lâm. Nàng trầm giọng nói: người không thể nói rõ ràng một chút hay sao? Trần Lâm lấy tay chỉ vào Hầu Tẩu Tào Di rồi nói: Hầu Tẩu có thể thay ta mà nói. Hầu Tẩu liền đem chuyện đưa tin cuộc hẹn với Hắc Y La Sát Đệ Nhị. Nàng muốn Trần Lâm vào trước buổi trưa ngày mai, phải đến đúng hẹn tại Bích Dân Tự. Về phần tại sao, nàng chỉ nói đến lúc đó sẽ biết, đầu đuôi lần lượt nói ra. Trung Tiểu Thí tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng không hề lên tiếng. Trần Lâm là vị hôn phu của nàng, mà Hắc Y La Sát Đệ Nhị lại là một thiếu nữ, đương nhiên khiến nàng cảm thấy không được thoải mái. Phương Bình Khách Lý Kỳ nghiêm nghị nói: Bích Dân Tự? Trần Lâm đáp: đúng vậy. Bích Dân Tự đây đến đó khoảng một ngày đường, Hầu Tẩu có thể dẫn đường. Hắc Y La Sát Đệ Nhị tại sao phải hẹn người đến Bích Dân Tự vậy? Chẳng lẽ trong này có gì không ổn? Bích Dân Tự xưa nay nhân vật võ lâm chưa ai dám bén mảng tới. Chuyện này... Trần Lâm không khỏi khẽ giật mình nói: tại sao? Phi Bình Khách Lý Kỳ quay sang Hầu Tẩu Tào Di và nói: Hầu Tẩu, có bao giờ ngươi nghe truyền thuyết về Bích Dân Tự hay chưa? Hầu Tẩu Tào Di đôi mắt tì hí nháy liên tục. Ông ta gãi đầu rồi nói: ta cũng không nhớ nữa. Chỉ nghe lời đồn của bằng hữu võ lâm là Bích Dân Tự nơi tịnh tu của Thải Y Quái Ni, chưa bao giờ có bất cứ ai dám đến quấy rầy. Trần Lâm lấy làm lạ nói: Thải Y Quái Ni? Ta chưa từng nghe qua. Phi Bình Khách Lý Kỳ tiếp lời nói: Thải Y Quái Ni năm nay đã trăm tuổi có hơn, danh vọng còn trên cả võ lâm sông lão. Bình thường hay mặc một chiếc áo cà sa năm màu, võ công cao không thể tưởng tượng, tánh tình quái dị tuyệt luân, vì vậy mà có cái tên là Thải Y Quái Ni.